afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với của mình nha. Sáng ngày hôm nay Bảo Trì rồi và sẽ bán bách của Norton. Đĩa ném mùa hè. Đây là một cái bộ trang phục rất là... Trời ơi. Mọi người tự cảm nhận nhé. Rồi cái bọn em mà describe lên video, ai xem được thì bảo em là cái gì ta, dầm ta đó. Sợ lắm mọi người. Đấy, quá đẹp luôn, với những con cá heo bơi xung quanh. Nhập bát đã. Rồi múc thôi. Trời ơi, cá heo quá trời. Dolphin, dolphin. Mình có thể dầm đá Milo đồ đó. Hay là dầm từ từ nhà để mình mua luôn cá heo bơm hơi đi. Nhập bát đã. Cắt cái khúc nhập bát. Rồi rồi, múc liền, múc liền. Mình dầm Milo nè, mình dầm me, hay là mình dầm ba cái đồ nước uống đồ đó. Chứ mình đừng có dầm ta nha. Dầm ta là rebot liền, nghe chưa? Ôi. Rồi, mặc dô xong rồi mình show lên cho mọi người xem. Đây là tài khoản của bạn Đoan Trang nha. Trời ơi, bạn inbox mình từ tháng trước rồi ấy. Với cả là một men của Đào Vàng nữa, hầu như là skin có đủ hết. Chỉ trừ vài cái skin collab với cả là skin cầu thôi. Có lẽ là bạn ấy chơi khá là chậm, khá là trễ. Nên là men Norton thì tất nhiên men con nào thì mua con đấy, đúng không? Em cũng có men đó. Nhưng mà ví dụ như là con rán nó bay lên là cái độ men của em về không nha. Đẹp ghê mọi người ơi. Kim chi đỏ ao. Thôi mình bây giờ mình sẽ vào game để chơi luôn nha mọi người. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vô trận đấu đầu tiên với map phố người Hoa. Vừa rồi thì chơi cũng rất là nhiều trận và ngày hôm nay cũng mở bán luôn bà nội Eco đó. Trời ơi, bà Zo là chết. Hồi nãy tôi chơi có trận 3 Pharo nữa cơ. Trời ơi, Zo là gục. Thì tất nhiên là cái gì mới mẻ, mấy cái bạn vừa mới chơi chắc chắn là sẽ có một cái trải nghiệm mới. Thì nhiều khi mình họ chưa quen, đúng không? Họ chưa quen. Nếu mà họ quen rồi thì lúc đấy là chơi mượt hơn rất là nhiều. Ví dụ như cho bài tập toán đó, chẳng hạn như là ví dụ ở trong sách thì dễ. Mà ra cái bài tập, trong cái sách bài tập thì một đằng là một nẻo. Kinh khủng. Hôm nay cũng mùng 1 nè. Rồi làm clip lẻ xong rồi đi order cơm chay ăn. Đó, lại Fazo đó. Quý cô Eco đó. Hôm qua em đi ăn phở. Trời ơi, em cái quán đấy nó chỉ bán đặc thù là phở thôi, mọi người hiểu không? Và khi mà em vào á thì em thấy có nhiều người order bánh gạo, bún gạo tùm lum la. Mình bảo ủa, sao quán tên phở? Phở chay mà sao vô có cả bánh canh với cả bún nữa. Mà thôi, lâu cũng chưa ăn phở, gọi phở. Nút đồ đó, phở đó. Phở chứ không phải nút đồ nha. Trời ơi, nói nút đồ là sai nha. Phở là phở nha. Mọi người biết sao? Rồi em vừa đặt mông xuống em nghe có một cái bàn bên gọi món chả chiên. Từ từ nha, điểm cứu đã. Ok, dậy đi. Nè, 500 nè. Cái đường truyền đẹp ghê á. Đường truyền màu cơ bản giống như là của bartender với cả mỹ nhân vậy đó. Thôi, 500 Shopee cho đứng vầy mà nó không chịu hút nè, mọi người thấy không? Không hiểu. Nó đi xa để nó không bị ảnh hưởng bởi 500 kìa. Nhưng mà có nhiều cái 500 lạ lắm nha. Đứng gần lên. Úi giời ơi, nó không thèm hút luôn á. Rồi, mất 500 luôn. Thôi, mình đi sửa máy. Bực mình. Trời ơi, ngồi bàn bên kêu chả chay. Thì mình cứ nghĩ là cái chả chiên chay là cái kiểu người ta sẽ đánh bánh bằng bột, xong bắt đầu người ta nhân nấm mèo hay là bún khô rồi vô đó.
Không má, lúc đầu em gọi chả chay em tính là chấm tương ớt với tương đen ăn chơi. Ai ngờ mang ra một đĩa đậu hũ kỳ chiên. mọi người biết cái đậu hũ kỳ không? Nó giống như cái váng của cái nước sữa đậu nành người ta vớt lên á. Má ơi, ăn ngán muốn chết. Nhưng mà ráng ăn thôi chứ làm sao, đĩa nó 15 ngàn. Thì cái đậu hũ kỳ đấy á, mọi người có thể xào hoặc là nhúng vô cái nước phở đó ăn cũng được. Nhưng mà mình thích ăn đồ khô nên là chấm tương ớt với cả tương đen luôn. Mà công nhận lâu rồi không ăn cái tương đen, công nhận ăn ngon thật. Nó thơm thơm, nó kiểu gì ấy. Cái tương đen đấy là người ta hay chấm với gỏi cuốn lắm. Xuống hầm. Rồi cái bà Pharo đâu ra đây để bù cái máy cho tôi đi cứu coi. Đi đâu rồi á? Trời ơi, nãy giờ còn đứng ở bên đó. Đẩy nốt cái máy dùm. Máy đủ hết rồi đó. Bà này cam xa mà sao cam gì mà giống như là ở Bắc, một đứa Bắc Băng Dương, ở đứa thì Nam Đại Dương ấy. Kinh khủng. Ủa có Nam Đại Dương không? Không nha. Có Bắc Băng Cực cái gì ấy. Cái gì Châu Bắc Cực, Châu Nam Cực gì đó. Prime rồi đó. Trời ơi, bớt TikTok lại má. Mình bớt ảo TikTok lại nha. Cái nó đuổi em luôn. Đang để dành nam châm lát mắt đỏ Prime nè. Ừ vậy đi. Mới banh tiền như gây xa đó. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Trời ơi, ngày hôm qua ngồi vô bàn, người ta bê cho mình một cái đĩa. Hai người, tôi với chị tôi đi, hai đĩa. À một đĩa, ba cái bánh bao. Thì chắc chắn là vô quán chay bánh bao chay rồi đúng không? Nhưng mà lấy một cái ăn thử. Trời ơi, nhức cái nách luôn mọi người. Ở trọng á, là nhân cà rốt nè, nhân giá, nhân bún khô với cả nấm mèo á. Mọi người bắt gọi là mộc nhĩ đó. Cái mà đen đen á biết đâu, để hay cuốn nó chả giò mà mọi người bắt gọi là nem á. Vô đây lâu lâu mình cũng hơi bị nói tiếng ngoài quê á. Ví dụ như là bột ngọt thì mình hay nói mì chính. Rồi ôi cái bà chủ tế. Xong cái nhiều người kiểu mì chính là gì? Cái mình kiểu á bột ngọt, nói lộn. Lâu lâu từ vựng vocabulary ignore đó, nó vẫn kiểu vang vảng trong tâm đúng không? Rồi để đi cứu nè. Trời ơi. Rồi được chưa? Rồi đó. Để tôi support cho cái nam châm nữa nè. Mà thôi nghĩ lại thôi khỏi đi. À thôi là để support cho một cái đi. Cho có tình người đó. Mất công bảo là không có cover. Lúc đó lại bảo tôi là vô tình. Ừ vậy đi. Rồi bà chủ tế đâu heal cho nè. Đuổi mình ơi. Em đi ra kia chơi dùm. Cái nam châm của đào vàng nếu mà mọi người ném ra không đảo chiều á là rất là dễ bị ngắt nha. Nên là mình phải cố gắng làm sao là mình đi gần phía bên Hunter để cho nó đẩy. Không thì mọi người đảo chiều để hút, để tránh nó ngắt nha mọi người. Đây là cái lưu ý khi mà chơi đào vàng đấy. Nó bay kìa. Khi mà các bạn ném nam châm ra mà lúc đấy các bạn không đổi chiều, hoặc là cái nam châm nó có đường truyền rồi á, mà Hunter nó đi lùi lại là cái nam châm của mình nó sẽ bị ngắt. Đấy. Trời ơi. Dầm ta đó. Không có dầm Milo, Milo dầm đâu. Dầm ta. Kinh khủng. Còn bà chủ tế có vòng ngay đấy, còn bị ăn hit nữa. Trời ơi. Ê sao skin này, nãy tôi đổi con bét mà hết giờ tự nhiên trúng cái con chim thì ghê.
lúc mới làm cái COA xong thấy đẹp đẹp. Giờ làm xong thì muốn nó nhúng đầu nó vô nồi nước sôi, trụng lông vạch lông nó ghê vậy đó. Nhưng mà công nhận là skin này nó khá là đẹp mọi người. Đó, nhìn rất là mát mẻ, rất là mùa hè, đúng không? Chỗ em thì mưa, mưa gió dã man, mưa gió bập bùng. Đây để tôi support cho nè. Quá khổ. Lại đây em gồng cái gì? Ăn hiếp nữ chủ tế. Mà đào vàng thì nói chung thì mọi người thấy là nó cũng gọi là counter cũng khá là nhiều hunter đó. Đặc biệt là mấy con đánh tay như là Gu Chang. Nhưng mà mình cai xa máy cuối được không? Máy cuối ở đây mà cứ chạy chạy ở đây khổ. Hôm nay chắc chắn mọi người chơi, mọi người sẽ gặp Rofa Faro, Rico Eco đó. Trời ơi, Joe là tàng hình. Joe là nó ăn cắp máy của mình. Ê, giờ cứu xong mình đi ra chỗ khác chơi nha. Làm ơn. Trời ơi, máy cuối ở đây. Lát hả, nó đá máy một cái là bất ngờ té ngửa. Rồi mình đi zoom. Đi zoom, đi ra kia chơi zoom luôn. Chỗ này. Sao ta? Khổ quá luôn á. Nó cao mấy cuối luôn rồi nè. Hay quá, tiên tri fly rất là hay. Em không biết là em đăng cái clip này đúng giờ 11 rưỡi cho mọi người không nữa. Mấy bữa nay là mọi người cũng có điểm tuyển sinh rồi. Hôm qua có bạn vô bình luận là đậu tuyển sinh. Trời ơi, không lẽ rớt. Không lẽ rớt trời. Rớt nữa là ra đường móc bọc nha. Nói chung thì cũng chúc mừng mọi người có điểm cao. Trời ơi, tôi thấy mọi người giờ IQ cao hơn tôi ngày xưa. Ngày xưa tôi thi có mấy chục điểm, sợ xỉu. Rồi nè, để lại hiêu nè. Cái hành vi sexy gì ấy nè. Đó, mấy ông bà cứ gục vào máy cuối khổ. Rồi rồi rồi, để tôi cứu. Đổi máy cuối zoom. Cái bà ông decoder đó. Đào vàng là decoder cũng nhanh nha. Nhưng mà decode chứ quên decoder gì, nói tùm lum. Nhưng mà cái hiệu chuẩn của nó bé xíu à. Chính vì vậy là mọi người phải cẩn thận. Ok, con dê baby. Lại đây em. Rồi xong. Húp chọn combo. Rồi bạn nào đại diện sang đây cứu tiên tri đi. Bây giờ thì ở hết bên đấy. Cái lúc cần á thì không thấy đâu. Đó mọi người thấy không? Cái lúc cần á thì không thấy đâu hết trơn á. Lúc không cần thì bu một đống. Thôi mệt quá, để tôi cứu luôn cho. Để máy sửa gần xong tôi lại tôi cứu. Máy RAM rồi, ok. Mệt, mấy ông bà này ghê vậy đó. Nhanh lên, nó mất chuông rồi. Rồi tiên tri có cứu búp đi. Rồi xong, lấy con cú đó về hầm măng cho mẹ ăn liền. Nhanh liền luôn. Thôi, người thắng cuộc vẫn là người vô được cổng. Nhanh lên, nó bay vô là xỉu cái đồng. Để mình quăng cái 500 cho bạn xem hiệu ứng nè. Nãy giờ quăng gần quá, không có thấy. Đấy, hai con cá heo bơi. Ủa mấy con. Trời ơi, chết hết rồi đó hả? Về mặt bằng chung là chết hết, nhưng mà trận đấu này thắng nha. Mọi người đừng chuyển kênh nhé, em sẽ làm thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha mọi người. Ok, đây là trận đấu thứ 3 ở map sửa vũ khí nha. Trời ơi. Map này chơi skin này không có đẹp. Tại vì mọi người thấy cái tông màu của nó nghiêng về màu nâu trong cái nền đất là chính ấy.
Ngoài ra là cái màu của nó cứ ảm đạm, nó buồn tẻ, nó sầu não kiểu gì ấy. Đâm ra là cái skin của mình nó không có được sang lắm, nó không được luxury lắm, nhìn nó bị lạch đi một phần tông vậy đó. Hồi nãy em chơi cũng gặp thằng lành, trận nó thua nhưng mà mắc cười lắm. Con thằng lành bay lên, em ném 500 cho nó, hai đứa hút dính vô nhau, hai đứa cùng bay với nhau, cùng rớt với nhau, giống như kiểu tàu Titanic vậy đó. Trời ơi, nó kinh khủng dã man. Rồi xong, thấy gồng lên rồi, thấy anh hit rồi đó. Trận đấu này gặp Pharo nhiều quá nè, đỉnh xỉu. Lá nữa là tự cắn dây xuống ghế nha. Đầu game mình thấy hầm nên là mình ping cũng khá là nhiều, để mọi người cảnh báo là cái gì hôm nay tôi nói cấu trúc ngữ pháp nó là sao vậy trời. Để cảnh báo mọi người chứ, để mọi người cảnh báo là cái gì? Để cảnh báo mọi người là cái hầm ở đây, đi ra kia chơi. Trời ơi, nhiều má cứ vô hầm là ngủ chỏng. Đánh ghế. Rồi, ca này tôi cứu. Rồi, Surika vậy đó, từ từ nha, nằm yên đó, giữ nguyên hiện trường. Đây mọi người thấy không, cái skin giống như kiểu bị lạc quẻ cái màu liền à. Nó không còn ra skinhead nữa luôn ấy, nhìn này. Nhưng mà skin này mà ra ngoài làng ven hồ á, là đẹp nha. Cái tông màu của nó dễ chịu, nó comfortable đó. Cái 500 gì mà nó không hút vậy trời. Dẹp xóa dùm cái 500 dùm. Tiên sư cái 500. Thôi hết rồi đó, thân ai đấy lo. Rồi mình đi sửa máy đây. Hết đồ rồi, hết thời. Nhưng mà cũng skip được cái skill của nó để đồng đội mình chạy được là ngon rồi. Ủa? Bị điên hả? Trời ơi, nó gồng lên kìa má. Gồng lên rất là thẳng thắn luôn. Đó, chứng tỏ một con ngựa là chính trực, không lòng vòng nha. Dân Hải Phòng. Xem clip trên Facebook lúc nào cũng Hải Phòng là không lòng vòng. Mấy ông cứ diễn xong bắt đầu ngồi nói câu đó nghe buồn cười thật chứ. Còn như tôi Bình Dương, Bình Phước, Đồng Xoài hay là Thái Bình là gì? Trời ơi. Ok. Trời ơi. Đúng kiểu thẳng thắn, bộc lộ chính trực luôn á. Đội ca Yoru qua đây. Nói chứ không biết, cũng hơn 10 năm rồi tôi chưa về quê, không biết quê tôi giờ làm sao nữa. Trời ơi, cái năm 20... À không, cũng 8 năm chứ, 8 năm. À, 7 năm. 2017 có về một lần. 2024 rồi. Trời ơi, ngày xưa về không có cục wifi để dùng luôn á má. Muốn uống multi Tom hay là bánh trắng trộn Tom nữa, không có mà ăn luôn. Rồi em nuốt cái 500 đó cho chị. Máy Prime rồi. Đó giờ đứng yên cho đánh thì không chịu qua. Không hiểu. Ok. Đầy máu đi. Nó dặm thì mình còn chạy được một chút. Trời ơi. Không có cục wifi dùng luôn á. Mà về tháng 7 á. Trời ơi. Bạn nào ở ngoài Bắc chắc cũng hiểu gì. Nó nắng mà nó nóng. Nóng cái kiểu gì ấy, người cứ nhớt nhớt giống như kiểu mình là cái chai nhựa mà đốt ra rồi nó chảy chảy ra vậy đó. Khi nào mà tối vô buồn á, lúc đấy mới cảm giác cuộc sống nó tràn đầy thanh xuân nha. Chứ buổi sáng đi sang cô dì chú bác á, chủ xịt keo cứng người. Lần không đạp cửa sổ là tới số rồi. Thả tên.
qua đây nhai cái 500 dùm. Ủa? Ủa đó. Con thằng lằn đâu rồi, mất dấu vậy ấy? Điên hả? Vậy thôi, đứng ra ngoài đó mà canh cổng đi má. Ở đây có hầm không? Trời ơi, ném 500 xong mất dấu là sao? Mà nó không có ăn. Trời ơi, xóa game. Rồi, mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Cái con thằn lằn khùng, thằn lằn ly sụp. Bye bye mọi người nha.